cái khu này như nãy là mình nói là có mấy cái động vật hoang dã nè, cau đỏ rồi thỏ lông màu nâu nâu, rồi cái con chồn, mấy con này thì không biết, thì nó qua lại hoài, chim thì nhiều. Khu này sáng trong lành lắm mọi người, có hoa nữa. Mấy cái cỏ này hình như là cỏ bùn bồn hay sao. Bây giờ thì khoảng 13 độ, hơi lạnh. Họ mặc quần đùi này nhưng mà đi chút xíu quen, cũng không có tới nỗi là buốt. Hoa dại nhưng mà rất là đẹp. Trên kia mọi người đang đứng đợi để mình đi lên.